Đường làng sắp sửa đi về. Xa cảnh này rồi. Buồn quá à, xa cảnh này buồn quá à. Tại đi toilet ở ngoài. Alo, bữa nay tới buổi Cà Mau ăn xa, ăn tối. Ăn nổi cái bụng này đầy bụng rồi còn có mực nữa. Rồi ăn đâu, nướng ăn luôn bây giờ mà. Không, thì ăn ăn cơm này trước đi. Rồi không có công chạy vô nữa. Cái luôn. Giờ đang ăn cơm chỉ mướn nướng mực. Đâu, người ta đem cái lò sẵn cho mình hồi nãy người ta nói đó. Thì rồi mình ăn. Đây, trà đá nữa nha. Ok, cảm ơn em. Dạ rồi. Nè. Em là Tư Nhuần hay là Tư Dần? Con của cha. Con của Tư Dần. Tư Nhuần, Tư Nhuần. Tư Nhuần. Bây giờ là Tư Dần. Bắt đầu này vô bảo vệ chỗ nào gì có Tư Dần đó, có Tư Nhuần. Miếng là Tư được không? Miếng Tư gì đó. Tại vì nãy bảo vệ. Còn quen cái thằng là chuẩn bị cắt cánh. Đây, đi lên gặp một con cua khổng lồ của mũi Cà Mau. Cua này là coi như là cua bất tử, không ăn được. Cua này là cua bất tử. Đây, con cua bất tử đây. Lại vô lẻ thôi. Chưa gì mà thử hàng rồi.